Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC 57.8. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Nhận định Thế sự hàng tuần cùng với bình luận gia Lê Đại Nguyên và Cao Minh Hưng phụ trách. Chương trình này được phát hình mỗi tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu lúc 8 giờ. Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào bình luận gia Lê Đại Nguyên và mời ông gửi lời chào đến quý vị khán giả thưa ông. Cảm ơn Cao Minh Hưng, kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, thì một trong những tin tức chúng ta biết trong tuần lễ vừa qua, thì trong mấy ngày vừa qua thì hội nghị APEC, mà lần này là nước chủ nhà là nước Trung Quốc đã chủ trì cái hội nghị APEC lần này, thì Tổng thống Obama cũng như 21 vị nguyên thủ trên khắp thế giới về đây trong cái hội nghị APEC này. Thì kính thưa bình luận gia Lý Đại Nguyên cũng như là quý vị khán giả, chúng ta biết là cái cuộc bầu cử vừa qua thì đảng Dân Chủ thất thế, thì đến trong cái hội nghị APEC lần này, Tổng thống Obama có vẻ bất lợi một chút xíu là về cái vị thế chính trị của ông trên cái chính trường của Hoa Kỳ. Thì bên lề của APEC chúng ta biết rất là nhiều cái cuộc gặp gỡ cũng như là những cái thỏa thuận được ký kết của giữa một số những cái vị nguyên thủ quốc gia. Thì theo nhận định của bình luận gia Lý Đại Nguyên, từ hội nghị APEC này, những cái địa điểm, những cái điểm nào chính yếu mà ông thấy nhìn nhận được qua cái hội nghị APEC này thưa ông? Vâng, ông Obama thất cử thất thế trong cái bầu cử qua, yeah. Nhưng mà ngay lập tức trước khi bước sang hội nghị dự hội nghị APEC đó, tức là hội nghị đây của Á Đông, của Á Châu, Thái Bình Dương, tức yeah. là những cái nước Á Châu, Thái Bình Dương không có Âu Châu, yeah. Thì ông ấy bước sang hội nghị đó thì ông ấy đã làm một việc, tức là ông gửi sang 1.500 quân sang bên đi Iraq, tức là chứng tỏ rằng chúng tôi vẫn cương quyết làm chúng đi tới chứ không bao giờ chịu lùi, dù là bên ISIS nó rất là mạnh đó, nó đang bao vây cái thị trấn đó, tôi gửi người sang ngay và bắt đầu chúng tôi phản công. Thế đó là việc làm của ông ấy để chứng tỏ là ông ấy không phải là mất quyền, chúng tôi vẫn làm cái. Tức là nước Mỹ khi đã đi vào chiến lược của họ thì không có đảng nào cả, đảng nào cũng vậy thôi, phải thực hiện đó. Thì ông ấy sang đây với sứ mạng, ông sang đây để ông ấy gọi là đưa sang để làm một cái người mà gọi là tạo ra một cái thế đứng mới của nước Mỹ tại Á Châu, Thái Bình Dương. Tại nhà vấn đề đặt ra là chúng ta thấy rõ ràng là Tập Cận Bình cũng hiểu điều đó, hiểu rằng không thể bắt bí được ông Obama trong giờ này. Cho nên là hai vấn đề nổi cộm nhất là chúng ta thấy trước khi vào hội nghị đó thì người ta thấy rằng Trung Quốc mới đem ra cái chủ trương là tự do mậu dịch của Á Châu. Nhưng cuối cùng thì ông bên tất cả các nước họ hoãn cái việc đó lại 2 năm sau, tức là không nghiên cứu để thực hiện ngay và 2 năm sau. Và cái chủ trương của ông Obama là thực hiện cái gọi là TPP đó, tức là chiến lược xuyên Thái Bình Dương, thì vẫn được tiếp tục và họ sẽ đẩy mạnh hơn nữa. Thì đấy là hai cái việc lớn của, tức là chủ trương của hai bên. Thì nhưng mà cái việc mà ông Trung Cộng đó rất là thế là không chịu, khó chịu là vì chuyển trục của Hoa Kỳ về Á Châu, Thái Bình Dương, những cái chuyển trục vẫn tiếp tục, tức là chúng tôi không bỏ chuyển trục. Và Trung Cộng thì ở trong nội cũng tiết lộ là chúng tôi cũng phải giữ cái đảng quyền, và dù chúng tôi thực hiện gọi là pháp trị nhưng mà chúng tôi vẫn giữ đảng quyền, tức là cái pháp trị nhưng mà đảng quyền, tức là đảng cộng sản nắm quyền, tức không có gì thay đổi giữa chính sách của hai quốc gia đó, không thay đổi. Thì nhưng mà vấn đề đặt ra là ở chuyến này Obama sẽ giúp rất nhiều, tức là Mỹ giúp rất nhiều cho Trung Cộng về vấn đề chống tham nhũng. Yeah. Thì hiện tại Mỹ và tất cả 20 nước đã ở trong cái hội nghị đó đã cam kết rằng từ giờ sẽ dẫn độ tất cả những anh nào phạm tội về tham nhũng thì chúng tôi dẫn độ, chứ chúng không bao che. Tức là bây giờ như anh Tàu mà bên Trung Cộng mà tham nhũng thì bây giờ Tập Cận Bình bắt ấy, chạy trốn cũng được, sang đấy tôi chào giả giao về. Tức là bây giờ cái việc mà hỗ trợ cho Trung Cộng để mà diệt tham nhũng, thì 21 nước đều cam kết là chúng tôi sẽ đẩy về. Tuy nhiên nhưng mà tham nhũng rất là khó. Tham nhũng mà, nhưng thì tuy nhiên nhưng mà Âu Châu không thì nó vẫn còn đất trốn, không sang Mỹ, không sang các nước thì là Âu Châu. Vấn đề tham nhũng như vậy, nhưng mà quan trọng hơn hết là
cái vấn đề như nói về cái giảm thiểu ô nhiễm của môi trường mà cũng là một cái vấn đề mà cái đó là quan trọng để cuối cùng là cái cái giảm thiểu môi trường ta cái gọi ô nhiễm đó thì nói chung cộng bây giờ chúng ta thấy sang dự hội nghị đó và làm trời xanh mà vẫn trời âm u thôi thì thấy rằng dù là đã làm cả nửa tháng nay không cho nhà máy sản xuất máy ô tô được chạy nữa mà vẫn bụi mù. Thế vấn đề đặt ra là cái nguy hiểm không phải là các nước khác, ngay tự bản thân Trung Quốc, cho nên bắt buộc Trung Quốc phải chấp nhận để ký với Mỹ rằng chúng ta bắt đầu phải giảm những cái khí thải nha. Đó là vấn đề. Nhưng vấn đề quan trọng nữa là từ giờ đi Mỹ là cho Trung Quốc được hưởng một cái quy chế là những kỹ thuật cao được tự do mậu dịch, tức là trao đổi kỹ thuật cao. Thứ hai là từ giờ trở đi ấy, là cái visa mà cho đi du lịch ấy, ở Hoa Kỳ từ xưa cũng 5 cấp một lần, hay một anh đi sang một lần sau anh về thì tôi cấp lại, nhưng bây giờ cấp cho 10 năm. Và cái lý do mà họ làm như vậy, sinh viên cấp cho 5 năm bởi vì họ làm như vậy không có lợi của nước Mỹ đó, bởi vì anh ăn tiền anh tiêu bên Mỹ này thì tôi cho anh tự do anh vào nước Mỹ anh tiêu tiền. Cái việc nó không cấm bởi vì năm ngoái họ được 21 tỷ đô la về cái việc du lịch Mỹ đó, riêng Mỹ được. Nhưng mà cho nên là vấn đề đặt ra là bây giờ đó, cái việc đã như vậy tức là có những việc là tham nhũng này, rồi cho bán kỹ thuật cao này, thứ hai tức là cho visa rất nới rộng này cho dân Mỹ, tự nhiên là giữ tự do vào đất, mở rộng cho dân Trung Hoa vào đất Mỹ để mà du lịch, thì có lợi cho nước Mỹ là vừa có tiền lại vừa người dân Trung Hoa đây thấy ô cái đất Mỹ sung sướng và tự do dân chủ nó khoái hơn. Thế vấn đề đó là vấn đề chính trị tác động vào tâm lý của người dân Trung Hoa thì mở rộng cái đó. Và cái mà chúng ta thấy quan trọng hết là hai bên không có chuyện gì, nghĩa là bây giờ gì chúng ta, nhưng mà vấn đề đặt ra rõ ràng là giữa cái việc Trung Cộng và Mỹ với lại Nga thì hai cái ba cái việc đó nó gọi là tranh để rõ ràng trong hội nghị, tức là Tập Cận Bình bây giờ thì thấy đi sát với Mỹ nhiều hơn là với Nga, lúc nào cũng đi bên cạnh nhà Obama và hai bên cứ nói chuyện với nhau như vậy thì thấy rõ rằng cái việc mà Tập Cận Bình bám lấy Mỹ, đi với hãng với Mỹ nhiều hơn là với Nga. Cho nên trong cái cuộc gặp gỡ giữa ông Putin với ông Obama chỉ có vài ba phút gặp nhau và nói thoáng qua, nhưng mà ông Obama vẫn đề cập tới vấn đề Ukraine trong cái chiến tranh này. Đấy là vấn đề đặt ra, là cho nên là ba cái cường quốc mà đối thủ với nhau giờ này ấy, Mỹ và Trung Cộng và Nga, thì rõ ràng cái yếu tố quan trọng trong cái cuộc gặp này thấy nổi bật là Obama chứ không phải là Putin. Trở lại những cái nhận định, những cái vấn đề mà bình luận gia Lý Đại Nguyên có nói, dường như là ông Tập Cận Bình trong cái hội nghị APEC này ông ta cố gắng đóng một cái vai trò là một cái người rất là yêu chuộng hòa bình bằng cách là nói chuyện khen ngợi những cái như là Malaysia, ông cũng khen ngợi cái đường lối ngoại giao. Nhưng mà chúng ta biết là nói về đến Đông Nam Á thì những cái vấn đề Biển Đông chắc chắn là những cái đất nước ở những cái nước quốc gia ở Đông Nam Á không có tin những cái lời của ông Tập Cận Bình. Đương nhiên rồi, không tin nổi. Và ngay cái vấn đề đặt ra Biển Đông không đặt nặng ở vấn đề trong hội nghị APEC, nhưng mà ông Obama có nhắc nhở. Và quan trọng hết là ông nhắc nhở vấn đề căn cốt của nước Mỹ với Trung Cộng bây giờ là nước Mỹ không chống đối cái việc mà Trung Cộng thành công. Chúng tôi hoan hô ủng hộ anh thành công, nhưng mà anh phải tôn trọng luật pháp quốc tế và anh không thể dùng cái thành công anh phá hoại cái luật pháp quốc tế được. Tức là nói về phá hoại quốc tế thì chúng ta hiểu rằng cái Biển Đông anh đang vi phạm luật pháp quốc tế, cái Biển Đông quy chế Biển Đông anh không được quyền cướp cái gọi là lưỡi bò, cái vùng lưỡi bò như vậy, 8% diện tích không được quyền như vậy. Nhưng mà đó là những cái vấn đề anh nói, nhưng mà có cái thế nào mình xác quyết là Trung Cộng sẽ thực thi những cái gì mà Trung Cộng không thực thi cái đó, Trung Cộng vẫn âm thầm, vẫn âm mưu làm việc đó. Cho nên là vấn đề đặt ra là người ta muốn đưa cái Biển Đông sang ngụy ASEAN chứ không giải quyết ở vấn đề Hải Châu Tự Do. Thành vấn đề đặt ra là bây giờ Trung Cộng và Mỹ bây giờ họ đã đi nhiều với nhau. Chúng ta nói rất nhiều là Trung Cộng là một cái gọi là công xưởng quốc tế. Thì bây giờ cái công xưởng quốc tế đó nó trở thành một cái thực tế giữa Mỹ, và quan trọng hơn là Mỹ
họ chủ trương là sử dụng cái công sở này một cách triệt để. Yeah. Và bao nhiêu tiền lời của các anh thì các anh đi sang ăn chơi bên Mỹ mới mở cửa rộng cho tất cả dân chúng anh sang đây. Yeah. Bây giờ trừ những anh tham nhũng thì tôi đuổi về thôi. Yeah. Còn anh nhớ thì anh sang làm ăn buôn bán thì tôi mở rộng. Vâng, lúc nào cũng welcome. Dạ. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép được tạm ngưng chương trình ở đây để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Nhận định thế sự trong tuần này.